Chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một loại cây thuốc dược liệu. Mọi người nhìn hoa của cây này, mọi người có đoán được là cây nào không ạ? Đây là cây cà gai leo mọi người nhé. Đây là hoa của cây cà gai leo này. Và đây là trái xanh của trái cái quả cà gai leo khi nó còn xanh. Đó. Và khi cà gai leo chín thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ như này. Đó, đây. Cà gai leo chín nó sẽ là chuyển sang màu đỏ mọi người nhìn. Đây. Chín thì quả nó sẽ là màu đỏ. Rất là đẹp như hình mọi người nhá. Đó. Là quả khi mà chín. Lá của cà gai leo này mọi người có thể nhìn này. Cà gai leo này thì có tác dụng đó là cà gai leo này thì có tác dụng là giúp là mát gan, thanh nhiệt, giải độc, hạ men gan. Đó. Ngoài ra thì nó còn giúp điều trị các bệnh ví dụ như bệnh ho gà hoặc là các bệnh về về phong tê thấp nhá mọi người nhá. Đây. Đó. Đây là quả đây mọi người.